Chiều ngày 24 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 11 tháng năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023. Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, Cảnh sát giao thông thành phố đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, BC08 chủ động rà soát các tuyến đường, khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thành lập 5 cụm phòng chống đua xe. Cùng với đó là tập trung theo dõi, rà soát, phát hiện các hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và hoạt động các lò độ xe, cơ sở mua bán phụ tùng phục vụ độ xe. Các video đăng tải quảng bá hình ảnh về tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mua bán phụ tùng, thông tin các lò độ xe. Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố phát hiện xử lý 609.783 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.261 xe ô tô, 139.086 xe máy, 1.242 xe ba bánh, bốn bánh, xử phạt 390.208 trường hợp với số tiền gần 700 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 98.917 trường hợp,